Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai dưới hình thức trực tuyến. Biển số ghi chú ý duy nhất hôm nay là 11A11111 của tỉnh Cao Bằng. Kết thúc lượt đấu giá kéo dài 30 phút từ 8 giờ đến 8 giờ 30, biển số với 7 chữ số 1 này được một đại gia chốt thành công với số tiền gần 9 tỷ đồng. Và đây cũng là mức trúng đấu giá cao nhất trong nhiều cuộc đấu giá biển số xe thời gian gần đây. Ngoài biển 11A11111, các cuộc đấu giá biển số trong ngày 22 tháng 12 cũng ghi nhận nhiều biển số khác được đấu giá thành công với con số tiền tỷ. Điển hình như 30L00001 của Hà Nội với hơn 2,8 tỷ đồng, 30K68999 của Hà Nội với hơn 1,1 tỷ đồng, 30K96969 và 30K88989 đều của Hà Nội với lần lượt gần 1,2 tỷ đồng và gần 1,4 tỷ đồng. Theo thông báo từ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai có hơn 288.000 biển số được niêm yết để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia đấu giá. Và đáng chú ý, điểm mới được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đưa ra trong quy chế đấu giá lần này, đó là thời gian đấu giá cho mỗi biển số xe ô tô sẽ rút ngắn từ 1 tiếng xuống còn 30 phút. Giá khởi điểm mỗi biển số vẫn là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng. Người dân muốn tham gia đấu giá cần nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền phí hồ sơ. Trường hợp người trúng đấu giá thì số tiền 40 triệu đồng tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Trong 15 ngày, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá. Nếu không nộp đủ, kết quả đấu giá sẽ bị hủy, biển số được đưa ra đấu giá lại. Trường hợp không trúng đấu giá, người đấu giá sẽ được trả lại 40 triệu đồng tiền đặt trước trong vòng 3 ngày kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc. Người tham gia đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước trong 3 trường hợp. Thứ nhất là đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không được hệ thống ghi nhận truy cập vào cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Thứ hai là bị truất quyền tham gia đấu giá. Thứ ba là không xác nhận biên bản đấu giá trong thời gian quy định. Quy chế cũng liệt kê các trường hợp người đấu giá bị truất quyền đấu giá, ví dụ như cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo, thông đồng, móc nối với đấu giá viên hoặc tổ chức đấu giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả, gây nhiễu loạn cuộc đấu giá, cho người khác truy cập, tham gia, trả giá từ tài khoản đăng nhập của mình mà không có ủy quyền hợp lệ. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.